Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm cơ quan lập pháp gặp nhà lãnh đạo Đài Loan. Mỹ đang thách thức Trung Quốc lên đỉnh điểm khi có thể cung cấp hàng tỷ USD hỗ trợ Đài Loan mua vũ khí trong lúc này. Ông Tập sẽ phạm sai lầm ngớ ngẩn nếu bắt đầu chiến tranh lúc này, và sau đây xin mời quý vị đến với những nội dung chi tiết. Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm cơ quan lập pháp gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Quý khán thính giả của Lido Sài Gòn thân mến, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tới thăm cơ quan lập pháp của Đài Loan vào sáng ngày 3 tháng 8 và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn. Chúng tôi đến vì tình hữu nghị với Đài Loan, chúng tôi đến vì hòa bình cho khu vực, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói trong cuộc gặp với Phó viện trưởng lập pháp Viện Đài Loan Thái Kỳ Sương vào sáng ngày 3 tháng 8. Bà Pelosi cho biết muốn tăng cường các cuộc trao đổi giữa cơ quan lập pháp hai bên. Bà Pelosi cũng nói rằng dự luật chip của Mỹ sẽ mang lại cơ hội tốt cho sự hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan trong ngành công nghiệp chip. Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ gặp ông Mark Liu, Chủ tịch Công ty Sản xuất Chất Bán Dẫn Đài Loan TSMC. Về phần mình, ông Thái Kỳ Sương ca ngợi bà Pelosi là người bạn thực sự của Đài Loan. Hôm nay chúng tôi rất may mắn khi một lần nữa được chào đón bà. Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến lập pháp viện, ông Thái cho biết. Tôi muốn nhân câu hội này để bày tỏ sự cảm kích chân thành tới Quốc hội Mỹ vì những hành động cụ thể của các bạn trong việc cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho Đài Loan. Ông Thái nói, Ông Thái cho biết, chuyến thăm của bà Pelosi cùng phái đoàn Quốc hội Mỹ cho thấy sự bảo vệ mạnh mẽ nhất và củng cố giá trị của dân chủ và tự do. Sau cuộc gặp với đại diện cơ quan lập pháp Đài Loan, chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng có cuộc gặp với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Bà Pelosi và bà Thái Anh Văn cùng nhau bước vào phòng, vẫy tay chào các phóng viên và các quan chức trước khi giới thiệu các thành viên trong phái đoàn. Bà Pelosi và bà Thái Anh Văn có cuộc họp báo ngay sau cuộc gặp. Bà Pelosi tuyên bố, hôm nay phái đoàn của chúng tôi đã đến Đài Loan để nói rõ một cách dứt khoát rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ cam kết của mình với Đài Loan và chúng tôi tự hào về tình bạn lâu bền của chúng tôi. Máy bay quân sự chở Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng phái đoàn cấp cao của Quốc hội Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan vào tối ngày 2 tháng 8 giờ địa phương. Theo SCMP, bà Pelosi dự kiến sẽ gặp các chính trị gia và các nhà hoạt động trong chuyến thăm tới Đài Loan. Trong thông điệp đầu tiên, sau khi đặt chân xuống hòn đảo, bà Pelosi khẳng định chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Quốc hội Mỹ không đi ngược lại với chính sách nhất quán của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Bà Pelosi cũng tin tưởng rằng chuyến đi này sẽ củng cố cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Xie Feng đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns để phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Ông Phân cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá cho những sai lầm của nước này, đồng thời tuyên bố Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết. Bắc Kinh nói rằng sự hiện diện của bà Pelosi làm suy yếu hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời cảnh báo Mỹ rằng nước này đang đi trên một con đường nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng thông báo quân đội nước này sẽ tổ chức tập trận tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 như một động thái đáp trả chuyến thăm của quan chức Mỹ chuyển sang một bản tin khác. Mỹ đang thách thức Trung Quốc đến đỉnh điểm khi có thể cung cấp hàng tỷ USD hỗ trợ Đài Loan mua vũ khí trong lúc này. Thưa quý vị, theo một dự luật mà Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xem xét ngày 3 tháng 8, Washington sẽ cung cấp cho Đài Loan vũ khí mang tính chất phòng thủ và duy trì năng lực quân sự cần thiết của Mỹ để đảm bảo tương lai cho hòn đảo này được xác định bằng các biện pháp hòa bình. Dự kiến, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ họp ngày 3 tháng 8 để xem xét đạo luật chính sách Đài Loan năm 2022, còn gọi là đạo luật S.4428 do Chủ tịch Ủy ban Bob Menendez và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất. Trong một thông cáo báo chí chung, văn phòng của họ mô tả đạo luật này là sự tái cơ cấu toàn diện nhất trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan kể từ đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Các yếu tố quan trọng nhất của dự luật Menendez-Graham được đặt trong mục 2 cho phép Mỹ tạo ra một sáng kiến hỗ trợ an ninh và chương trình huấn luyện toàn diện cho Đài Loan, cùng với các cơ chế hoạch định quân sự và nhiều nỗ lực đánh giá thường xuyên về tình hình hòn đảo này. Mục 2 cũng sẽ khởi động một chương trình cho vay quân sự nước ngoài, đồng thời ủy quyền và tài trợ kho dự trữ chiến tranh cho Đài Loan, tương tự chương trình Mỹ đã cung cấp cho Israel. Hai thượng nghị sĩ Menendez và Graham nhận định an ninh của Đài Loan và khả năng người dân Đài Loan tự quyết định tương lai của mình là cần thiết đối với các lợi ích và giá trị của Mỹ. Theo dự luật, Washington sẽ cung cấp cho Đài Loan vũ khí mang tính chất phòng thủ và duy trì năng lực quân sự cần thiết của Mỹ để đảm bảo tương lai của Đài Loan sẽ được xác định bằng các biện pháp hòa bình. Trong đó, chỉ riêng chương trình hỗ trợ an ninh sẽ cung cấp 4,5 tỷ USD hỗ trợ Đài Loan trong 4 năm để mua vũ khí từ Mỹ, củng cố cơ sở công nghiệp, quốc phòng của Mỹ và cho phép khả năng tương tác tốt hơn giữa hai lực lượng. Ngày càng có nhiều tiếng nói trong Quốc hội Mỹ về sự cần thiết phải hành động và phổ biến các dự luật liên quan đến Đài Loan, ngoài dự luật Menendez-Graham, thư nghị sĩ Jim Ritz, thượng nghị sĩ Charles Holly, hai nghị sĩ Michael Acker và nhiều người khác đã giới thiệu các dự luật của riêng mình nhằm tăng cường khả năng răng đe của đảo Đài Loan trước Trung Quốc đại lục. Dự luật Menendez Graham đặc biệt đáng chú ý vì ông Menendez là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Chuyển sang một bản tin khác. Ông Tập sẽ phạm sai lầm ngớ ngẩn nếu bắt đầu chiến tranh lúc này. Thưa quý vị, một cựu sĩ quan không quân Hoa Kỳ cho biết sẽ là ngu ngốc nếu Trung Quốc khơi mào cuộc chiến sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, một phái đoàn quốc hội do chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi dẫn đầu đã đến Đài Bắc vào tối thứ ba ngày 2 tháng 8, gây ra phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh. Trung Quốc đã ngay lập tức thông báo về các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn sẽ được tổ chức xung quanh Đài Loan một ngày sau khi bà Pelosi rời đi, tức là từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8. Quân đội giải phóng nhân dân vào cuối ngày thứ ba đã đưa ra một tuyên bố, trong đó đánh dấu những vùng biển rộng lớn ngoài khơi Đài Loan để thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật bao gồm các khu vực ở phía Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, Đông, Tây Nam và Đông Nam của đất nước. Đáng lưu ý là những khu vực này dường như xâm phạm vào lãnh hải Đài Loan. Guillemantas Lallery, trung tá về hưu của không quân Hoa Kỳ, chuyên về Trung Đông, châu Âu và châu Á cho biết, Chủ tịch Tập sẽ phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi khởi động một cuộc chiến tranh ngay bây giờ, đặc biệt là khi Hoa Kỳ và các đồng minh đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ông ấy có thể phóng một số tên lửa, điều động một số lượng lớn máy bay quân sự và làm một số hành động mang tính biểu tượng khác, nhưng không phải là một cuộc chiến. Tổng cộng, 57 tàu hải quân Hoa Kỳ đã được triển khai tới hạm đội 7, đi kèm với đó là 38 tàu mặt nước, Dreampack và 4 tàu ngầm từ các quốc gia khác cùng với 25.000 quân nhân đồng minh gần đó, ông Lallari nói với tờ Taiwan News. Ông nói thêm, trong 57 tàu của Hoa Kỳ có 5 tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ, có thể phóng máy bay quân sự và các tàu hộ tống liên quan. Trước đó, vào hôm thứ Ba, một quan chức quân đội Mỹ nói với Reuters rằng bốn tàu chiến của Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay USS Ronald Reagan, hiện đang ở biển Philippines, phía đông Đài Loan. Đội tàu và thiết bị theo dõi hàng hải của USNI News cũng cho thấy sự hiện diện của nhóm tấn công tàu sân bay Ronald Reagan ở biển Philippines trước khi bà Pelosi đến. Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Neil Skindrick, người đã đến thăm Đài Loan năm 1997, cũng nói rằng mặc dù các ngôn luận đe dọa liên tiếp leo thang, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không có quá nhiều khả năng sẽ hành động. Với sự trợ giúp của các đồng minh như Úc và Nhật Bản, Trung Quốc không chỉ có thể bị tấn công trả đũa, mà nền kinh tế của họ sẽ bị tê liệt khi thương mại với Mỹ bị chấm dứt. Chúng ta có thể cô lập Trung Quốc rất nhanh, ông Gunnick nói. Các thành phố của họ sẽ bắt đầu xuất hiện làn sóng thất nghiệp. Nếu không thể nhập khẩu hàng hóa, họ sẽ bắt đầu phải chịu đói. Vì vậy, Trung Quốc không hẳn đang ở địa vị có ưu thế bắt nạt chúng ta. Tôi cho rằng chúng ta cần nhận ra điểm này. Ngoài ra, ông Gingrich nói rằng đối với bất kỳ chế độ độc tài nào, các nền dân chủ như Mỹ phải đứng ra và chứng minh rằng trên thực tế họ không bất khả xâm phạm như họ đã biểu hiện ra cho thế giới thấy. Ông nói, nếu chúng ta nhượng bộ bây giờ, ai biết được trong lòng họ sẽ có được kết luận gì và liệu họ có cố gắng chiếm Đài Loan và gây thêm áp lực cho chúng ta hay không. Bà Pelosi dự kiến sẽ rời Đài Loan vào chiều thứ Tư ngày 3 tháng 8 để tới Hàn Quốc. Bà cho biết trước chuyến đi rằng phái đoàn có nhiệm vụ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và không thể lây chuyển của Mỹ đối với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vâng thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Lido Sài Gòn.